Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì có cái Vincadia mới này. Thì hôm nay thì mình sẽ test thử cho anh em xem là Vincadia này mới sẽ mở ra được những cái gì. Ok, thì sẽ mua một gói này. Rồi, 10 viên. Test nhẹ cái. Để xem nó sẽ ra những cái gì nhá anh em. Rồi, mở luôn nào. 10 viên luôn nhá. Boom. Rồi không, không có một cổ cái túi túi kia rồi. Renga máy móc. Virus chinh phục. Sandra siêu máy tính. Queen Phượng Hoàng. SKT. Là SKT. Galio địa ngục. Ramos nhôm. Nasus ngân hà. Ây da, khá là nhỏ rồi. Lại Galio địa ngục. Kalista huyết nguyệt. Nhọ hả ơi, nhọ rồi. 7 chìa khóa. Và sẽ tạo thành 2 cái đi. Giờ mình sẽ vào trong này mua thêm 2 cái đường hết sách. 1 2. Còn thừa lẻ à? Chúng ta mua thêm một viên nữa nhá. Ok. Mở cái viên này nào. Cái Samsung Wine. Samsung Galaxy chứ, quên mất. Luna. Mở luôn hai cái này nào. V. 50 tiểu long ngư. Rồi xong, khá là nhỏ. Oh, chơi lớn luôn. Tạo thành viên KDA luôn. Cái này anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Boom. Trời ơi. Hơi nhỏ rồi. Hạt sơ gần hà thì mình sẽ ghép những cái skin này vào. Mảnh vào trước. Ủa, skin này nó rẻ quá này. Thì mình sẽ lấy cái lên đi. Có anh em nào muốn nhờ mình mở hộ thì liên hệ qua Facebook của mình nhé anh em. Đó, chi phí làm video này của mình. Anh em nào muốn yêu cầu lên TV mở hộ thì liên hệ giúp mình. Rồi, tách cái này đi, cái này đã có sở hữu này. Tách. Rồi mình sẽ ghép mấy cái skin cửa bắp vào trước. Lên nhà đẹp này. Ui, Ramon nhôm này có rẻ quá nhở. Để chút anh em. Tôi tính nâng cấp mấy cái này lên kìa đã. Tại vì nó ít tinh hoa để tốn. Hôm nay chúng ta ghép 3 skin vip vip vào, nó lại dính cái skin đấy thì mắt nhỏ. Đây là cái này 80 này. Lấy luôn. Cái này đẹp này anh em này. Rồi chúng ta sẽ ghép mấy cái cú bắp vào đó. Chả có cái nào cú bắp cả. Rồi cứ cho đai vào đi nhá. Ăn skin đẹp thôi. Boom. Enemy girl lên rồng. Rồi ngon rồi. Đó, ngon rồi, hàng ngon. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ghép vào. Boom. Rồi, có lại. Tem mô hướng đạo sinh. Hay à. Giao van giáp đen. Đâu rồi mày đâu? Tao sắp đen mày đâu, mày đâu rồi? Không thấy kìa. Thôi chưa kịp kệ mẹ đi. Tí nữa tìm xong. Đây. Tụt tụt bắp. Rồi tìm cái cho đại cái này vào đi. Boom. Tuyệt vời ngự lâm quân.
được. Cái này phân tách 50 này. Cái nào phân tách được nhiều thì mình sẽ để vào lại phân tách. Đây rồi, mày đây. Với cái ít cái tinh hoa thì anh em có nâng cấp lên. Để bữa may mà anh em có ghép lại 3 cái vào thì nó lại dính cái đấy thì số mắt nhỏ. Trời ơi, đây đây, mấy cái ông này. Đây chỉ có 80 RB thôi, chúng ta ghép. Hơi lỗ đấy. Rồi, chơi phát cuối nào. Cho cái tiệc để bơi đi. Toàn chiếc kit đẹp thôi. Ok. Hecarim tử thần. Được. Ok. Còn gì nữa không? Biểu tượng mình không ham lắm. Hết con mẹ RP rồi anh em ạ. Đừng quên like về cái kênh ủng hộ mình nhé anh em. Lời được cái lên gờ luyện rồng thì là mấy cái skin này nhá. Ai bộ skin của mình đây, cho anh em chiêm ngưỡng một chút. Pirate chinh phục cũng có rồi này, nãy mở được Pirate chinh phục luôn. The Red Cowboy đây. Khá là nhiều cái skin đẹp. Rồi, có lẽ là video sẽ kết thúc tại đây thôi. Anh em nào muốn góp cổ phần hay là nhờ mình mở hộ thì hãy liên hệ qua Facebook của mình anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình cũng như là đừng quên ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới.